sinh ra thân an toàn, thoát qua bao thử thách lầm than. Hoàn còn tin người đã yêu thương hết tình, bằng đôi tay người dương với gia đình thanh. Dù xe lao động, dù xe lao động là gương sáng cho mọi người nam. Thánh thần, Chúa ở cùng anh chị em. Trên bình diện xã hội hôm nay gọi là ngày quốc tế lao động, nhưng trên bình diện đức tin, ngày quốc tế lao động đã được rửa tội qua phục vụ của Hội Thánh mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng của giới lao công. Vậy hôm nay tham dự thánh lễ này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Ai sống ở trên trần gian này thì cũng phải lao động sản xuất, phải có công ăn việc làm để nuôi sống bản thân mình, gia đình của mình. Gương mẫu của đời sống lao động đó là Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy học với Ngài bài học yêu mến lao động để kiếm của ăn nuôi thân, nuôi gia đình của mình, để góp phần vào trong công việc xây dựng xã hội, xây dựng thế giới, để tiếp tục cái công trình tạo dựng của Chúa mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn qua đời sống lao động của chúng ta trên trần gian này. Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho giới gia trưởng, những người cha, người chồng đang nắm giữ nhiều trách nhiệm bổn phận trong gia đình, biết noi gương Thánh Giuse để chu toàn cái nghĩa vụ của mình đối với gia đình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hội đồng hương Thánh Phanxicô cần mừng bổn mạng hôm nay. Và chúng ta dâng lễ dỗ cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Pedro, Jacobe, Giuse, Luis, Francisco, Vicente, Maria, các linh hồn gia tiên, các linh hồn trong luyện ngục. Xin Chúa ban cho các linh hồn để được hạnh phúc với Chúa trong nước trời. Vậy để cho mọi ý nguyện và lễ dâng hôm nay được đẹp lòng Chúa, được Chúa đoái thương chấp nhận, mỗi người chúng ta thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhầm lời Thánh cả Giuse chuyển cầu cho chúng con biết noi gương người để lại, là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động. Tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chứ không phải cho người đời, vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên Chúa trao ban. Nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài cùng có công việc tay chúng con làm nên.
Chúa. Ngay cả khi núi đồi chưa đường dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa đường tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa uy quyền từ muôn thuở cho đến muôn đời. Phàm nhân trở về cán bụi, người phán hỡi người trần thế, hãy trở về cán bụi. Ngàn năm Chúa kể là gì, từ hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trong cánh thôi. Lạy Chúa, xin Ngài cũng cố công việc hay chúng con làm nên. Xin dạy chúng con đêm tháng ngày mình sống, ngó hầu tâm trí đường khôn ngoan tin tưởng. Lạy Chúa, xin trở lại, Ngài đợi đến bao giờ? Xin chành lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Say tình Chúa để ngày ngày được vui ca hơn hờn. Ương gì chúng con là tôi tớ Chúa, đường thấy công trình Chúa thường hiền, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình, và người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, tất cả anh chị em,
Trong kho tàng chuyện cổ có một câu chuyện với nội dung như sau. Khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng, Adam và Eva phải làm việc rất là vất vả. Adam làm ruộng, còn Eva thì dệt vải. Họ sinh con rất đông, nhưng chẳng đứa nào giống đứa nào. Đứa thì kháu khỉnh dễ thương, một số khác thì lại đen đủi xấu xí. Một ngày kia, Chúa xuống thăm và chúc phúc cho ông bà và từng đứa con. Nhìn mấy đứa kháu khỉnh dễ thương, Ngài đặt tay trên từng đứa và phán: Con sẽ là vua, con sẽ là tể tướng, con sẽ là nhà bác học, con sẽ là kỹ sư. Còn với những đứa xấu xí, đen đủi, Ngài âu yếm phán: Con sẽ làm ruộng, con sẽ làm nghề chài lưới, con sẽ là thợ rèn, con lo dệt vải, con là thợ may. Đó là câu chuyện vui, nhưng từ câu chuyện này chúng ta thấy Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng làm việc khác nhau để cùng nhau cộng tác vào công trình tạo dựng của Ngài. Vì vậy mọi công việc đều có giá trị trước mặt Chúa. Chính Thiên Chúa khi bước vào lịch sử của loài người đã chọn một gia đình làm nghề thợ mộc như lời Chúa hôm nay đã nhắc tới. Ngôi hai, Thiên Chúa làm người đã chọn một gia đình lao động với một nghề hèn mọn trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, đó là nghề thợ mộc. Vì thế khi về quê, Chúa Giêsu đã giảng dạy hấp dẫn đến nỗi khiến đồng hương của Ngài đã phải kinh ngạc: bởi đâu ông này được khôn ngoan và tài giỏi như thế? Thế nhưng họ lại nghi ngại: ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Không những họ không tin mà còn cảm thấy gai chướng về người. Quả thật như Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay, không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Vì thế người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Người Do Thái ngày xưa phần đông không tin con Thiên Chúa đã thân hành xuống thế, sinh ra trong một gia đình lao động, đã chấp nhận một công việc chân tay bình thường. Phật chúng ta thì chúng ta đã tin và hiểu điều đó. Chúng ta hiểu giá trị và ý nghĩa nguyên thủy của lao động. Lao động là cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Do vậy giá trị của lao động hệ tại ở làm việc hết mình trong bổn phận và trách nhiệm mà công việc đòi hỏi. Hiểu được giá trị cao quý của lao động, trong ngày lễ Thánh Giuse lao động hôm nay, người Kitô hữu trên khắp thế giới cũng được mời gọi yêu mến lao động. Dù là lao động chân tay hay lao động trí óc, tất cả đều được mời gọi gắn liền với Thánh cả Giuse, là quan thầy và là đấng bảo trợ của giới lao động. Thánh Giuse đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghề thợ mộc của mình, với đức tin, với lòng yêu mến, cùng mồ hôi và sự mệt nhọc và lòng hy sinh quảng đại. Thánh Giuse đã mặc cho lao động một ý nghĩa tốt đẹp, đó là cộng tác vào công trình sáng tạo qua nghề thợ mộc và công trình cứu độ qua việc dưỡng dục Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta cũng đang cộng tác với công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa qua công việc hàng ngày. Bởi lẽ khi nhiệt tâm với mọi công ăn việc làm, với nghề nghiệp của mình để kiếm ra cơm ăn áo mặc, để phục vụ gia đình, phục vụ tha nhân, thì cơm ăn áo mặc đã trở thành phương tiện cứu độ và mang lại hạnh phúc đời này và đời sau cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho mọi người trong xã hội. Mong sao lời Chúa trong ngày mừng lễ Thánh Giuse lao động hôm nay giúp chúng ta hiểu, yêu mến và nhiệt tâm với bổn phận và trách nhiệm
trong bậc sống và cộng việc hàng ngày của mình hầu mưu ích cho phần rỗi đời đời của chính mỗi người chúng ta. Đặc biệt hôm nay chúng ta cầu nguyện cho giới gia trưởng trong giáo xứ chúng ta, những ông bố, những người chồng, người cha trong gia đình đang phải nắm giữ nhiều trách nhiệm bổn phận đối với gia đình, biết noi gương Thánh Giuse để chu toàn tất cả những bổn phận trách nhiệm mà Chúa đã giao phó để xây dựng gia đình của mình trong sự ấm no hạnh phúc nhờ bàn tay cần mẫn chăm chỉ lao động của các bậc gia trưởng. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày quốc tế lao động, Hội Thánh mời gọi con cái mình chiêm ngắm và sống theo gương mẫu cầu nguyện và lao động của Thánh Giuse. Nhờ lời chuyển cầu của Ngài, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lao động góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Xin cho những người lao động tay chân hoặc trí óc biết tích cực đóng góp tài năng và sức lực của mình để xã hội thêm phồn vinh và gia đình họ thêm ấm no hạnh phúc. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngài là con bác thợ mộc, xin cho các chủ doanh nghiệp biết tôn trọng phẩm giá của giới công nhân, luôn đối xử công bằng, tử tế, để môi trường làm việc trở thành ngôi nhà liên đới yêu thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trẻ em là tương lai của Hội Thánh và xã hội. Xin cho các trẻ em bị lạm dụng sức lao động được thoát cảnh áp bức và được nhiều người quan tâm tạo điều kiện học hành để các em có một tương lai tươi sáng hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Giuse là gương mẫu đức tin. Xin cho các gia trưởng luôn ý thức trách nhiệm quan trọng của mình nơi gia đình, tích cực noi gương Thánh Giuse trong đời cầu nguyện và lao động để xây dựng một gia đình thánh thiện và hạnh phúc. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Giuse được phục vụ con Chúa bằng chính sức lao động của mình. Xin cho chúng con cũng biết thánh hóa công việc hàng ngày để góp phần xây dựng nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em ấy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi thay Cha để Cha được tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng trước thánh nhan nhân ngày lễ Thánh Giuse thợ. Chúng con khẩn khoản này, xin Chúa cho của lễ này trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng ngàn ngữ. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính nhớ Thánh Giuse Thợ, chúng con cùng tung ngô chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giuse là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó Thánh Giuse cho người coi sóc để người thay quyền cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con là con một Chúa đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Chúa uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con nên nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới ở vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương nhân ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa ẩn sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ngang Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Thank you.
nắng vàng soi chiếu khi hừng đông. Tình Chúa hiện còn khi gian nguy mọi người ánh xa còn, khi cô đơn lệ sầu ướt đôi mi, khi tình yêu tràn ướt tim môi hồng. Và tình con dâng Chúa đôi vai gầy từ sáng tinh mơ, đôi bàn chân nhịp bước trên đường, con dâng ngài mồ hôi lao tan. Lời cầu con xin cho gia đình tổ quốc thân yêu, cho muôn người được biết thương nhau, cho danh ngài ngự trị muôn đời sau. Tình Chúa cho con vươn cao hơn trên tầng mấy ngàn, thẳm sâu hơn núi rừng băng, hơn sóng ngầm cao vút nơi biển đông. Tình Chúa bên con khi an vui tình nồng ấm trao nhau, khi lo âu lệ sao ướt đôi vai, khi vòng tay đầy ướt tim yêu đông. Và tình con dâng Chúa đôi vai gầy từ sáng tinh mơ, đôi bàn chân nhịp bước trên đường, con dâng ngài mồ hôi lao tan. Lời cầu phó xin cho gia đình tổ quốc thân yêu, cho muôn người đường biết thương nhau, cho danh ngài ngự trị muôn đời sau. Thương nhau, cho danh ngài ngự
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con biết noi gương Thánh Giuse để lại mà làm chứng về đức ái Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ được hưởng bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta vừa dâng thánh lễ để cầu nguyện một cách đặc biệt cho giới gia trưởng trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta cùng chúc mừng các gia trưởng bằng một tràng pháo tay. Gia đình nào cũng thế, cái người cha, người chồng rất là quan trọng. Nếu là những người chồng, người cha biết chu toàn trách nhiệm bổn phận đối với gia đình thì gia đình sẽ có hạnh phúc. Vậy cầu mong cho các ông luôn luôn biết sống cái ơn gọi làm cha, làm chồng trong gia đình với tất cả cái tinh thần hăng say, nhiệt thành để chu toàn mọi trọng trách mà chúng ta đang gánh vác. Dĩ nhiên rất là mệt mỏi, rất là vất vả, nhưng sẽ được bù đắp lại một mái ấm gia đình khi chúng ta có người vợ hiền, có những đứa con ngoan biết cộng tác, biết mang lại cho chúng ta cái niềm an vui trong cuộc sống của mình. Vậy cầu chúc cho tất cả các gia trưởng tìm được cái niềm vui hạnh phúc trong chính mái ấm của mình qua ơn gọi mà chúng ta đã đón nhận từ nơi Chúa. Vậy nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse Thợ, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các gia trưởng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Xin kính mời cha và quý cộng đoàn an tọa. Xin quý gia trưởng đứng. Trọng kính cha Giuse chánh sứ và cha Giuse phó sứ thân yêu của chúng con. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức hội đồng giáo xứ, hội đồng các giáo họ, quý hội đoàn, quý cố, quý vị gia trưởng và quý cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay giáo xứ Mân Côi Tân Hà chúng con hiệp cùng giáo hội Hoàn Vũ hân hoan mừng lễ kính trọng thể Thánh Giuse Thợ, và cũng là niềm vui đặc biệt cho giới gia trưởng chúng con được nhận Thánh Giuse Thợ làm quan thầy bầu cử. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, con xin đại diện giới gia trưởng giáo xứ trước hết vô cùng cảm đội ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban cho cộng đoàn giáo xứ thân yêu của chúng con từ trước đến nay. Niềm vui mừng lễ bổn mạng năm nay được nhân lên với sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ và quý cộng đoàn đã mang đến cho giới gia trưởng chúng con bầu khí mừng lễ bổn mạng thật vui tươi thánh thiện. Chúng con xin hết lòng cảm ơn hai cha đã yêu thương dìu dắt, đồng hành cùng chúng con trong suốt chặng đường đã qua. Hơn thế nữa, dù bộn bề công việc, nhưng mỗi thứ tư đầu tháng, hai cha đều quan tâm yêu ái, dâng thánh lễ cầu nguyện cho giới gia trưởng chúng con. Đặc biệt vào sáng hôm nay, cha Sở Giuse đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng của giới gia trưởng trong giáo xứ và cũng là thánh quan thầy của các anh chị em công nhân lao động. Xin kính chúc quý cha được nhiều sức khỏe, dư tràn ơn khôn ngoan thánh đức, để quý cha tiếp tục dìu dắt giáo xứ chúng con ngày một thăng tiến hơn. Xin cảm ơn quý thầy, quý sơ đã hiện diện trong thánh lễ, hiệp dâng lời cầu nguyện và giúp đỡ giới gia trưởng chúng con có được thánh lễ bổn mạng sốt sáng và tốt đẹp như hôm nay. Xin Chúa thương ban muôn hồng phúc nơi quý thầy, quý sơ được sức khỏe dồi dào để mãi hăng say trong sứ vụ loan báo tin mừng, nhiệt thành phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân trong lý tưởng đời sống dâng hiến.
Xin chân thành cảm ơn quý chức Hội đồng Giáo sứ, Hội đồng các giáo họ, các đoàn thể hội đoàn đã thể hiện tinh thần hiệp thông chia sẻ cùng đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giới gia trưởng chúng tôi. Kính chúc quý chức luôn an vui, hăng say nhiệt thành trong công việc phụng vụ làm sáng danh Chúa. Xin cảm ơn quý cố, quý vị gia trưởng và quý cộng đoàn đã đáp lại lời mời đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng hôm nay một cách rất sốt sắng. Kính chúc quý vị và gia đình luôn được hạnh phúc và bình an trong Chúa. Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn được hiệp thông trong bầu khí êm đềm và thánh thiêng là sự góp phần không nhỏ của ca đoàn gia trưởng giáo sứ, ban truyền thông giáo sứ, ban lễ sinh cùng với sự hy sinh âm thầm của mọi người. Mọi gia đình đã thể hiện tinh thần yêu thương hiệp nhất, chung tay cộng tác trong những ngày qua. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban muôn phúc lành trên gia đình quý vị. Trọng kính quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, bên cạnh những niềm vui chan hòa, chúng con không quên tâm tình hối lỗi vì những thiếu sót trong cuộc sống cũng như trong thánh lễ tạ ơn này. Xin được đón nhận sự bao dung và quảng đại từ quý cha và quý cộng đoàn. Xin Thánh Giuse bổn mạng phù hộ cho bậc gia trưởng chúng con, để chúng con có thể xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn thờ phượng, ngôi nhà hiệp thông, mái ấm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu, khi thi hành những trách nhiệm là chồng, làm cha và làm chủ gia đình. Một lần nữa chúng con xin đồng kính tri ân cảm tạ. Nêu gương âm thầm suốt một đời khiêm cung, quanh năm lao động với ngàn vạn lo toan, không thở than cũng không phàn nàn, tô đẹp cho thánh gia vẹn toàn, cả đời công chính đẹp sao, một lòng con nguyện bước theo. Cầu xin cha Thánh Giuse hãy đến thượng phụ giúp con. Ngài ơi hãy ở bên con những khi nguy biến, dẫn bước trên trời.